lạ con ngõ bị đồn là ma ám, ai đi qua cũng rất dễ bị tai nạn, khiến người dân đau đớn suy nghĩ. Cách đây không lâu, tin nhanh 3 phút đã từng đăng tải một đoạn video về con ngõ này và thu hút hàng triệu lượt xem. Mãi cho đến tận bây giờ, sau nhiều năm, con ngõ ấy vẫn còn nguyên đó, cũng là con đường đó, và số vụ tai nạn vẫn không ngừng tăng lên và chưa có dấu hiệu dừng lại. Con ngõ kỳ lạ này được sự chứng kiến của người dân xung quanh và một chiếc camera rõ nét quay lại tường tận từ A tới Z những cuộc gặp gỡ lịch sử mà không ai muốn xảy ra. Cứ 10 người đi qua là hết 9 người xòe xuống đất. Nhẹ thì trầy xước tay chân, nặng hơn thì phải đi chụp phim vì chấn thương toàn thân. Từ người già, người bé, từ xe máy cho đến xe điện, hễ ai đi qua con ngõ này đều rất dễ phải đo đường. Người lạ lần đầu qua đây rồi cũng sẽ hóa người quen vì họ phải nán lại để chào nhau đôi ba câu rằng anh có sao không, chị vẫn ổn chứ. Ôi trời ơi! Bay ơi bay, ông cố. Chào cậu. Oh no. Cái gì đó bà nội? Ôi bạn ơi, làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, con ngõ nhỏ vẫn còn ở đó, nhưng số vụ va chạm thì chỉ có tăng chứ không có giảm, khiến người dân vô cùng hoang mang và truyền tay nhau rằng chuyện tâm linh không đùa được đâu. Họ cho rằng con ngõ này bị ma ám, bị ma che mắt nên mới để xảy ra những cuộc đụng độ lịch sử. Chứ ngõ bình thường chẳng bao giờ có số vụ tai nạn lên đến hàng chục đều như vắt chanh thế này. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Thế nhưng trái ngược với những suy diễn đó, nhiều người lại khẳng định tâm linh ít thôi, rõ ràng con ngõ tiếp xúc vuông góc và không có tầm nhìn. Thế nhưng các ông các bà vẫn phi xe như một cơn gió thì ông bà có tập gym cũng không thể gánh được. Trừ khi làm hẳn một chiếc cầu vượt ở chỗ này thì mai ra những đoạn clip như này sẽ không còn nữa. Không sao, không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.